năm đó à, đã lâu không gặp, tôi rất là nhớ anh. Mong anh tư vấn thật nhanh để dẹp con COVID nó đang hoành hành nước tôi. Chắc anh cũng nắm được rồi, rất là nguy cấp, tôi đứng ngồi không yên. Covid vượt biên, châu Âu vỡ trận rồi, phiền đến nước tôi. Bây giờ nó đã sinh sôi, vượt tầm kiểm soát khắp nơi, kinh hoàng. Cả thế giới lần lượt toang, mỗi lửa COVID đã loang hết cả rừng. Người nhiễm người chết đông quá chừng, thảm họa tương tự chưa từng trải qua. Việt Nam ở cạnh Trung Hoa, kiểm soát rất tốt, vậy là ok. Tôi nghe anh kể lại rất mê, mong anh chỉ giáo không nề hà chi. Chúng tôi khắc ghi, một mai hết dịch mọi người tri ân anh. Anh Trung ơi, chớ có ngại ngần, chúng tôi rộng lượng, anh cần tôi giúp ngay việc anh phải làm hôm nay. Phải làm hôm nay, việc anh phải làm hôm nay, phong tỏa mà đất nước tới ngày bình an, hay là vấn đề khẩu trang. Khẩu trang hay là vấn đề khẩu trang, tất cả dân chúng phải mang ngay vào. Các anh cứ quan niệm tào lao, thấy ai cứ bịt khẩu là nhào vào tấn công. Ba là cấm tụ tập đông. Tập đông ba là cấm tụ tập đông, ai ở nhà nấy, nếu không rất phiền. Giãn cách xã hội ưu tiên, F2 cho F1 đưa liền vào cách ly. Bốn là không được ỉ y. Được ỷ y, bốn là không được ỷ y, coi thường một COVID như khi cúm mùa. Các anh cứ hay bông đùa, tiềm lực mà giàu mạnh vẫn thua như thường. Năm là phải siết chặt kỷ cương. Siết chặt
kỷ cương, năm là siết chặt kỷ cương, ai không tuân thủ thì làm gương xử liên sân bay, cửa khẩu, đường biên, đóng hết xuất nhập khẩu, phải kiên quyết vào sau là dân chúng nêu cao. Dân chúng nêu cao, xấu là dân chúng nêu cao, quyết tâm là đoàn kết, việc nào cũng xong, làm sao đồng thuận đồng lòng, dưới trên mà nỗ lực mới mong tốt lành, dân cùng chính phủ đồng hành. Đồng hành cùng dân, chính phủ đồng hành, chính phủ làm việc rõ ràng, vì dân đồng bào thương ái thương thân, tin tưởng mà đùm bọc đỡ đần sẽ chia hệ thống chính trị sớm khuya. Sớm khuya, hệ thống chính trị sớm khuya, đồng bộ quyết liệt, đánh lìa cố vi phòng ngừa, chủ động qua đi, bây giờ mà chữa cháy, cứu nguy thôi mà nghe tin tôi rất xót xa. Xót xa nghe tin tôi rất xót xa, mong anh trèo lái vượt qua nạn này, cần gì tôi giúp liền tay, kinh nghiệm dập dịch nhà tôi nay có rất nhiều. Thank you Việt Nam thân yêu. Việt Nam thân yêu, thank you Việt Nam thân yêu, được anh chỉ giáo những điều rất hay, tôi sẽ chỉ đạo làm ngay, cầu Chúa phù hộ, hẹn ngày gặp nhau, anh em ta có trước nghi có sau.